Caprosuchus là một loài cá sấu sống ở châu Phi và cuối kỳ phân trắng. Loài ăn thịt dài 3-6 mét này được mệnh danh là cá sấu lợn rừng. Nhờ bộ ba răng nanh giống răng nanh của loài lợn rừng, Caprosuchus được biết đến từ một mẫu hộp sọ duy nhất được thu thập từ hệ tận Eska ở Niger, Tây Phi. Mặc dù vẫn còn nhiều lỗ hổng trong sự hiểu biết của chúng ta về loài cá sấu này, do lượng hóa thạch còn sót lại vẫn còn hạn chế, việc phát hiện Caprosuchus đã làm sáng tỏ sự đa dạng của loài cá sấu cổ đại. Nghiên cứu tập hợp các đặc điểm độc đáo của Caprosuchus, đặc biệt là khả năng thích nghi trên cạn của nó, mang lại một số hiểu biết sâu sắc về quá trình tiến hóa của các loài bò sát này và cách chúng thích nghi với các hốc sinh thái khác nhau trong kỷ phân trắng muộn. Trong video ngày hôm nay của Ultraxa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các đặc điểm chính và sự thích nghi của Caprosuchus cũng như ý nghĩa văn hóa và khoa học của nó. Nghiên cứu giống loài. Caprosuchus là một loài bò sát tương đối lớn. Mặc dù cho đến nay người ta chỉ tìm thấy xương sọ của loài cá sấu này, nhưng các nhà khoa học đã ước tính toàn bộ chiều dài của nó là khoảng 3-6 mét. Theo ước tính, Caprosuchus nặng khoảng từ 181 đến 226 kg. Nó có bộ ba răng dài giống như ngà nhô ra khỏi hàm trên và hàm dưới. Đây là những đặc điểm nổi bật nhất của loài bò sát này. Hai cặp răng này ở hàm trên trong khi một cặp ở hàm dưới. Những chiếc răng này giống răng của lợn rừng nên nó được đặc biệt danh là cá sấu lợn rừng. Các bộ răng này ở hàm dưới khớp với các rãnh ở hàm trên của loài bò sát. Nếu không có những rãnh này, miệng của Caprosuchus sẽ được giữ mở vĩnh viễn bằng những chiếc răng nanh lớn của nó. Đặc điểm này chưa được quan sát thấy ở bất kỳ loài cá sấu nào khác, cả còn sống và tuyệt chủng. Caprosuchus cũng có những chiếc sừng lớn nhô ra khỏi hộp sọ. Điều này tương tự với những chiếc sừng được tìm thấy ở Mahajanga-sucus, một họ hàng nhỏ của Caprosuchus, nhưng không có bất kỳ loài cá sấu nào khác. Mặc dù cho đến nay không có xương sâu sọ của Caprosuchus được tìm thấy, nhưng các nhà khoa học cho rằng nó có cơ thể thon gọn tương tự như họ hàng gần nhất của nó. Nó có mõm tương đối dài và thon tương tự như mõm của cá sấu Ấn Độ. Cơ thể của nó có lẽ đã thích nghi tốt với khả năng vận động dưới nước, cho phép nó di chuyển nhanh chóng trong nước. Hốc mắt của Caprosuchus mở sang một bên và hơi nghiêng về phía trước, thay vì hướng lên trên như những loài cá sấu khác. Điều này cho thấy loài bò sát này có tầm nhìn lập thể, tương tự như con người và các động vật sống trên cạn khác. Nơi sống và phân bố. Đây là một vùng đất cổ xưa bao gồm Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, Úc, Ả Rập và Nam Cực vào một thời điểm nào đó. Cụ thể hơn, phạm vi phân bố của Caprosuchus là khu vực xung quanh nơi ngày nay được gọi là sa mạc Sahara ở Cộng hòa Niger, Tây Phi ngày nay. Trong thời gian Caprosuchus tồn tại, trái đất có khí hậu ấm áp. Vùng đất Gondwana nằm gần Nam Cực hơn ngày nay, đang trôi dần về phía Bắc về xích đạo. Xu hướng này dẫn đến sự chuyển đổi khí hậu chủ yếu là khô, sang môi trường nhiệt đới và ẩm ướt hơn. Dấu tích hóa thạch duy nhất của Caprosuchus được phục hồi từ thành hải Eska. Hệ tầng này là môi trường nước ngọt trong kỷ phân trắng muộn. Khu vực này có hệ thống sông phát triển mạnh, có lẽ bao gồm các kênh, hồ, đầm lầy nối liền nhau. Hành vi và chế độ ăn. Giống như các loài cá sấu khác, Caprosuchus rất có thể là một loài động vật bơi lội thành thạo. Nó có hình dạng cơ thể thon gọn và có khả năng thích nghi dưới nước. Nó có thể sử dụng cái đuôi mạnh mẽ và đôi chân có màng di chuyển trong nước một cách hiệu quả. Trên cạn, Caprosuchus có thể di chuyển bằng bốn chân, tương tự như cá sấu hiện đại. Mặc dù loài bò sát này thường được miêu tả có đôi chân dài, nhưng các nhà khoa học không tìm thấy bằng chứng nào về điều này. Điều đó có nghĩa Caprosuchus có đôi chân giống cá sấu bình thường. Là loài cá sấu, Caprosuchus có lẽ đã dành thời gian đáng kể ở sông hồ. Nhưng các nhà cổ sinh vật học cho rằng nó cũng có một cuộc sống tích cực trên cạn. Vì vậy, thay vì chế độ ăn chủ yếu là cá, một số nhà khoa học cho rằng nó là loài ăn thịt hoạt động trên cạn. Một bằng chứng cho thấy điều này là việc sở hữu đôi mắt hướng về phía trước, thay vì đôi mắt hướng lên trên như những loài cá sấu tiền sử khác. Kiểu nhìn này phổ biến ở những kẻ săn mồi sống trên cạn. Chúng dựa vào tầm nhìn rộng để săn bắt con mồi. Điều này dẫn đến suy đoán rằng Caprosuchus có thể đã lang thang khắp vùng đồng bằng châu Phi để tìm kiếm con mồi. Một khi đã xác định được con mồi, nó sẽ lén lút tiếp cận cho đến khi đủ gần. Caprosuchus sau đó sẽ lao vào con mồi, hạ gục nó bằng mõm trước khi kẹp chặt bằng bộ hàm với những chiếc răng khổng lồ. Vòng đời của Caprosuchus. Vòng đời sinh sản và vòng đời của Caprosuchus rất có thể giống với loài cá sấu hiện đại, có khả năng chúng sinh sản hữu tính và có thể đã đẻ trứng vào tổ trên đất liền. Nếu hành vi làm tổ của chúng giống như các loài cá sấu còn tồn tại và một số loài cá sấu khác,
Điều đó có nghĩa là loài cá sấu này sẽ đẻ trứng chuồn dưới đất, ấp bằng nhiệt tự nhiên. Sau khi nở, Caprosuchus non có tỷ lệ cơ thể và bộ răng tương tự như con trưởng thành, nhưng kích thước nhỏ hơn. Những con non tương đối độc lập ngay từ khi được sinh ra và có khả năng tự săn mồi theo bản năng. Giống như các loài cá sấu khác, Caprosuchus có lẽ có sự tăng trưởng không xác định, nghĩa là chúng tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Ban đầu chúng sẽ phát triển với tốc độ nhanh chóng, sau đó sẽ chậm lại khi chúng trưởng thành. Tiến hóa và lịch sử. Caprosuchus thuộc một giống bò sát được gọi là Notosuchian, là một giống bò sát giống cá sấu đa dạng trong kỷ Jura và kỷ phấn trắng. Notosuchians có nhiều dạng cơ thể khác nhau và thể hiện sự thích nghi khác nhau dựa trên khu vực nơi chúng được tìm thấy. Trong phân loại Notosuchians thì Caprosuchus được xếp vào họ Maatrengasuchidae. Caprosuchus là một trong hai họ trong chi này. Họ này cũng bao gồm các loài cá sấu khác sống ở châu Phi và cuối kỷ phân trắng. Các thành viên của họ Maatrengasuchidae có nhiều điểm tương đồng về giải phẫu hợp sọ và sở hữu những chiếc răng đặc biệt. Điều này cho thấy lịch sử tiến hóa chung giữa chúng. Lịch sử tiến hóa của Caprosuchus có thể bắt nguồn từ giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa cá sấu, bắt đầu từ hơn 230 triệu năm trước. Nhóm này có nguồn gốc từ thời kỷ Trias và trải qua sự đa dạng hóa đáng kể trong suốt kỷ nguyên Mesozoic. Vào thời điểm xuất hiện, Caprosuchus đã có một số đặc điểm thích nghi độc đáo giúp phân biệt nó với các loài cá sấu khác. Điều đáng chú ý nhất trong số này là móng thon dài, răng giống lợn rừng và đôi mắt hướng về phía trước. Những khả năng thích nghi hấp dẫn này đã giúp loài bò sát này có thể khai thác hiệu quả cả môi trường sống dưới nước và trên cạn. Mặc dù khác với các loài cá sấu khác, Caprosuchus vẫn có một số đặc điểm tương tự với các họ hàng gần của nó, đó là Maatrengasuchus. Xét về sự khác biệt khả năng thích nghi, Maatrengasuchus là loài săn mồi chủ yếu sống dưới nước, trong khi Caprosuchus là loài bán thủy sinh. Tương tác với các loài khác. Caprosuchus rất có thể đã chiếm vị trí cao trong chuỗi thức ăn của vùng Sahara kỷ phân trắng muộn. Nó có một chế độ ăn đa dạng bao gồm cả cá, cũng như những con mồi trên cạn cỡ nhỏ hoặc cỡ trung bình. Khu vực này có rất nhiều loài cá, khủng long nhỏ và động vật có vú có thể từng làm thức ăn cho loài Caprosuchus. Loài cá sấu này sẽ phải cạnh tranh với những kẻ săn mồi khác, chẳng hạn như khủng long và các loài cá sấu khác, trong môi trường sống của nó để có thể kiếm thức ăn và các nguồn tài nguyên. Một số loài cá sấu khác sống ở vùng châu Phi này trong kỷ phấn trắng muộn bao gồm Araribesuchus, còn được gọi là cá sấu chuột, Lagandosuchus, còn được gọi là cá sấu bánh kiếp. Đây là những con cá sấu rất lớn được mô tả cùng với cá sấu lợn rừng Caprosuchus. Những loài khủng long như Bahariasaurus hay Elaprosaurus cũng có thể đã có mặt ở đây. Khả năng khai thác cả môi trường sống dưới nước và trên cạn của Caprosuchus sẽ mang lại cho loài bò sát này lợi thế cạnh tranh trong môi trường sống của nó. Là loài săn mồi to lớn và mạnh mẽ, Caprosuchus sẽ có rất ít đối thủ trong tự nhiên trong hệ sinh thái của nó. Tuy nhiên, có những loài khủng long chân thú lớn hơn và các loài cá sấu có thể gây ra mối đe dọa cho các cá thể chưa trưởng thành hoặc nhỏ hơn. Ý nghĩa văn hóa. Kể từ khi được phát hiện và mô tả vào năm 2009, Caprosuchus hay còn được gọi là cá sấu lợn rừng đã thu hút trí tưởng tượng của công chúng và đi vào văn hóa đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trong các phim tài liệu về động vật thời tiền sử. Một trong những ví dụ đáng chú ý nhất của sự xuất hiện của nó trong phim tài liệu là National Geographic có tiêu đề Khi cá sấu ăn thịt khủng long và Deinomorphosis. Bộ phim tài liệu cũng giới thiệu một số loài đáng chú ý khác như Suchomimus, Sacosuchus, Nigersaurus hay Ariabesuchus. Caprosuchus cũng xuất hiện trong tập phim Primeval, một chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng của Anh. Nó cũng đã được giới thiệu trong nhiều tựa game khác nhau, bao gồm cả Jurassic World Evolution và các loạt trò chơi Ark Survival. Việc phát hiện ra Caprosuchus và nghiên cứu tiếp theo về giải phẫu, hành vi và sự tiến hóa của nó đã góp phần nâng cao kiến thức của chúng ta về sự đa dạng của các loài cá sấu thời tiền sử và khả năng thích nghi của chúng. Bằng cách nghiên cứu Caprosuchus, các nhà khoa học đã hiểu rõ hơn các đặc điểm khác nhau giúp cá sấu thích nghi về hệ sinh thái dưới nước và trên cạn. Loài bò sát này cũng mang đến nhiều cơ hội tìm hiểu về sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái kỷ phấn trắng muộn ở châu Phi. Vừa rồi là những thông tin về cá sấu lợn rừng Caprosuchus. Các bạn thấy sao về loài này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video đã hữu ích, hãy ấn like và subscribe để anh em chúng mình có động lực làm thêm nhiều video thú vị hơn nhé. Chứ xem xong rồi rớt luôn thì anh em chúng mình chắc cũng buồn lắm ấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.